Vâng, chào mừng cả nhà thân yêu, mình đến với kênh YouTube Nhà đất Nguyễn Đoàn. Một buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, em Huyền đang có mặt trong khuôn viên của một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Phải nói là khi mà em bước chân tới khuôn viên của căn biệt thự này thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là một khu vườn phía sau lưng căn biệt thự. Buổi sáng thì mình có thể là ra cái khu vực này mình ngắm cũng như là ngồi nhâm nhi một tách trà vào những cái ngày buổi sáng. Đặc biệt một điều là căn biệt thự ngày hôm nay thì gia chủ cũng đang rất là cần tiền nên là sẽ bán với một mức giá vô cùng rẻ cho khuôn viên căn biệt thự có tổng diện tích lên tới 900m và full thổ cư luôn nha. Em xin nhấn mạnh là ngay một căn biệt thự ngay khu vực An Phú Đông 25 mà có một căn biệt thự đẹp sang trọng, bề ngang lên tới 20, chiều sâu lên tới 45m và tổng diện tích của nhà mình lên tới 900m full thổ cư và được xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng vô cùng đẹp và sang trọng. Mình đang ở cái khu vực nghỉ dưỡng phía sau, có hai khu vực phía trước sẽ là khu vực phòng biệt thự này, phía sau sẽ là khu nghỉ dưỡng phía sau và được gia chủ mình kết hợp những cái chòi mát ở đây là sử dụng là chất liệu gỗ xưa của ngày xưa, từ những cái họa tiết hoa văn ở cái khu nhà mát này thì được gia chủ mình trau chuốt tỉ mỉ và đều được sử dụng là gỗ này là gỗ lim từ ngày xưa nhé, có giá trị rất là cao. Mình di chuyển vào bên trong để mình khám phá tổng quan khu vực phía sau khu nghỉ dưỡng này, rồi sẽ cùng em mình di chuyển vào khu chính là khu biệt thự cũng như là xem xét con đường phía trước. Và mức giá thì gia chủ đưa ra cũng rất là hợp lý cho tổng diện tích lên tới gần 1.000m2 này, khuôn viên nghỉ mát. Và đặc biệt là có rất là nhiều những cổ vật ngày xưa này, phía bên trong này mình cũng có những cái cổ vật ngày xưa rất là nhiều. Bên trên cái hệ thống mái của căn nhà mát này đều được chạm trổ tinh tế và lợp ngói. Và theo hướng tay của em Huyền, khu vực bên này sẽ có một khu hồ cá koi và những cái hòn non bộ. Để sắp xếp được những hòn non bộ cũng như là hồ cá koi này thì gia chủ cũng bỏ ra rất là nhiều tâm huyết cũng như là công sức tiền bạc để tạo nên một khối toàn cảnh không gian sân vườn nghỉ dưỡng. Có cả khu vực trồng rau sạch và khu nuôi thú vui cây cảnh và những cái loại chim. Phía dưới này là mình có hồ cá chạy dài lên đây ha. Cá koi này đang được nuôi ở bên trong này. Và những cái điểm nhấn này, những cái trang trí chậu hoa, những cái cây cột này mình cũng thấy là rất là chắc chắn luôn. Phía sau này mình cũng có thêm cả khu vực xa xa, đó là những cái lồng chim để chủ nhà nuôi những cái loại chim quý hiếm. Và những cái cây cảnh được trang trí phía sau này cũng là những cái cây ăn trái này ha, cây mít này. Trong đây là toàn những cái loài chim quý hiếm này. Đó, rất là đẹp cho khuôn cảnh gần 1.000m này, ngay tại An Phú Đông, quận 12. Và từ khu vực nhà mình di chuyển về khu vực trung tâm cũng như là di chuyển ra quốc lộ 1A rất là gần. Tổng quan phía sau, cây xanh được bố trí thiết kế bao phủ xung quanh khu vực mình sinh sống. Toàn cảnh phía sau mình sẽ có khu vườn, trồng các loại cây, loại rau cũng như là rau sạch cho gia đình và khu nghỉ mát. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực chính phía trước, đó là khu biệt thự và khu nhà thờ dưỡng đây này. Đây là khu nhà thờ và khu biệt thự. Mình cũng có thể nhìn thấy mặt phía sau này của căn biệt thự được xây dựng vô cùng kiên cố và chắc chắn, với kết cấu là 1 trệt và 3 tầng lầu. Tổng quan phía sau là mình cũng đã thấy là một sự bề thế hoành tráng cho căn biệt thự ngay tại An Phú Đông. Khu vực căn nhà mình sẽ có khu biệt thự và bên đây sẽ là khu nhà thờ. Theo mình di chuyển ra khu vực chính phía trước để mình xem tổng quan mặt tiền phía trước của căn biệt thự, rồi mình sẽ đi vào từng chi tiết. Phía bên ngoài mình cũng thấy là gia chủ cũng sẽ sắp xếp và kết hợp khu hòn non bộ, cây xanh thiết kế ở trong cái khuôn viên của mình được xen kẽ với khuôn viên sóng. Vâng, chào cô ạ. Mình đã cùng em di chuyển ra khu vực phía trước. Khoảng không gian phía trước sẽ có một khoảng sân rộng để
kết hợp những cái loại cây trang trí, những là cây xanh để lấy không khí đối lưu, sự thông thoáng cho căn nhà. Mình có một bề ngang lên tới gần 20m và chiều sâu lên tới 45m, tổng diện tích của mình lên tới 900m và full thổ cư. Mặt tiền phía trước của căn biệt thự được xây dựng và thiết kế theo một phong cách, đó là phong cách hiện đại, một trệt và ba tầng lầu, được xây dựng theo sự hiện đại bây giờ ha. Và phía bên ngoài cũng được ốp gỗ tạo nên cái sự thanh lịch sang trọng cho căn nhà. Ở khoảng không gian này xe hơi mình di chuyển vào thoải mái và có một vị trí cũng như là mặt tiền đẹp sang trọng ngay tại khu vực An Phú Đông 25. Một lần nữa mình hãy cùng em mình cảm nhận chi tiết mặt tiền phía trước của căn nhà. Một sự thiết kế đó là sự hơi lệch tầng và kết hợp với sự sang trọng hiện đại cho căn nhà. Phải nói một mức giá mà gia chủ ngày hôm nay đưa ra cho căn biệt thự vừa nghỉ dưỡng vừa sinh sống này thì khá là tuyệt vời. Mình hãy cùng em khám phá hết video để mình biết xem là mức giá của căn nhà này như thế nào. Vâng, thật sự khi bước vào bên trong căn nhà, trong khuôn viên 900m này thì cái điều cảm nhận đầu tiên đó là sự đẹp, sang trọng và rất là mát khi bước chân vào bên trong căn nhà. Và đặc biệt anh chủ cũng có chiếc xe này cũng rất là đẹp ha. Em cũng rất là yêu thích môn thể thao chạy xe đạp này. Nhìn này là em cũng đã thấy rất là mê rồi. Này giá trị rất là cao nha. Em đi review nhà nhưng mà thấy xe đẹp quá em cũng tò mò. Vâng, mình tiếp tục video tiếp theo. Bên trong mình cùng em di chuyển vào bên trong rồi. Khu vực bên trong thì anh chủ nhà của mình sử dụng chất liệu gỗ rất là nhiều, những như là những bức tường đây. Mình thấy là những cái bức tường này anh đều ốp gỗ hết, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, kể cả những cái hệ trần bên trên mình ốp gỗ này. Nhưng mà tạo cho mình một cái cảm giác sang trọng, đẳng cấp chứ không còn tạo cho mình một cái cảm giác nặng nề ha. Phía bên ngoài được bố trí thiết kế rất là hợp lý. Không gian khu vực phòng tiếp khách này, bộ bàn ghế và chiếc phản ở đây. Bên trong này mình cũng có thêm cả khu vực ngồi ở đây, mình có thể xem tivi cũng như là mình nhìn ra không khí phía bên ngoài. Để em bật điện lên này, cho mình dễ nhìn hơn ha. Điện ở chỗ này là khu vực này, để em bật cho. Đây mình có thêm cả khu cửa, mình có thể di chuyển bằng hướng này đều được hết. Đó. Đây để em mở ra cho mọi người có thể cảm nhận được sự thông thoáng của căn nhà. Một bề ngang lên tới gần 20m nên là gia chủ mình thiết kế bố trí đẹp mắt sang trọng. Vâng, đặc biệt là em thấy trong căn nhà của mình thì chủ nhà có trang trí những cái vật dụng mà phải nói là nhìn yêu và nhìn xinh cực kỳ luôn cả nhà ơi. Phía bên những bức tường đây cũng đều được ốp gỗ hết nha. Vâng, mình tiếp tục di chuyển bên trong để mình khám phá tiếp theo những cái khuôn viên bên trong xem là gia chủ mình thiết kế đẹp như nào. Một điều đặc biệt cho phía bên đây mình có cả cái này chắc thôi, cái này bỏ đi. Có nghe nó bị đánh đúng không? Rồi mình tiếp tục di chuyển vào bên trong với em. Dạ, anh chào cô. Phía bên trong sẽ là khu bếp và kết hợp khu vực nhà vệ sinh phía bên trong. Ở khoảng không gian phía giữa này sẽ được kết hợp là khu nhà vệ sinh này. Cũng được đầy đủ tiện nghi, tiện ích, tắm đứng, tắm bằng kiếng. Và bên trên mình cũng ốp gỗ. Gia chủ rất là yêu thích gỗ nên là sử dụng chất liệu gỗ cho căn nhà với rất là nhiều tâm huyết. Vâng, theo hướng này thì mình có thể nhìn theo hướng tay của em vậy. Những cái bức tường ở đây này, lối đi lên trên cũng được ốp gỗ này, phun cao luôn. Thì lên trên là có những cái điểm nhấn trang trí, những cái bức tranh tạo điểm nhấn, điểm nền cho phía bên trong. Các hệ tủ này cũng được sắp xếp và thiết kế ở những cái vị trí để sử dụng đầy đủ được công năng tính dụng của những vật dụng trong nhà. Các hệ gỗ này cao mà được sử dụng toàn là những chất liệu gỗ cao cấp này và những cái họa tiết trang trí xinh xắn bên trong khuôn viên của căn nhà. Phía bên trong mình đã di chuyển vào khu vực bếp nấu ăn. Khu bếp nấu ăn thì cũng có chuẩn bị luôn một bộ bàn tròn để mình có thể kết nối những thành viên trên tổng khu vực xung quanh của căn nhà.
phòng khách đã được em giới thiệu rồi. Bây giờ mình bên trong là khu vực phòng bếp cũng rất là thông thoáng, hệ cửa sổ mở cửa để mình đón ánh sáng, đón gió phía bên khu vườn nhỏ xinh của mình vào bên trong, tạo một không khí đối lưu cho sự thông thoáng. Các hệ bếp này, mình có thể thấy là cái hệ tủ gia chủ cũng rất là trau chuốt, từ những cái họa tiết gỗ này, trang trí cũng như là những cái điểm nhấn, tạo điểm nhấn cho cái khu bếp của mình, nhìn rất là xịn sò và hoành tráng. Khu vực để tủ lạnh này, các hệ tủ này, gỗ ở đây cực kỳ chắc chắn. Khi mà khách đến tận nơi, mình sẽ cảm nhận được và độ tinh tế cũng như là sự chắc chắn và sự sang trọng của căn nhà. Các mặt dựng này mình cũng dễ dàng lau chùi. Phía sau mình có một khu bên ngoài nho nhỏ, sẽ để là khu máy giặt và khu để những vật dụng không cần thiết phía bên trong này, khu nhà kho nhỏ. Và từ đây mình cũng có thể nhìn ra một khu vườn nho nhỏ cũng như là hồ cá koi, một cảm giác thư thái bình an trên khuôn viên của căn biệt thự lên tới 900m ngay tại An Phú Đông, quận 12. Tổng khu vực tầng trệt mình đã cùng em khám phá xong rồi, thì mình tiếp tục mình sẽ di chuyển lên những tầng bên trên để xem là gia chủ mình thiết kế bố trí không gian sống của mình sang trọng và đẳng cấp như thế nào. Theo em mình di chuyển lên trên, và lối đi lên trên cũng có được sử dụng là kính cường lực, và các hệ đá ở đây cũng được sử dụng đá nhập khẩu. Mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá tiếp theo. Và lối đi lên trên gia chủ thiết kế cũng rất là tinh tế, có những cái hệ cửa sổ để lấy ánh sáng, lấy gió cho lối đi lên trên, và có những cái điểm nhấn là những chú hươu. Một căn nhà được sử dụng chất liệu gỗ, em thấy là sự tinh tế của gia chủ khi mà sử dụng gỗ nhiều này, tạo cho mình cảm giác là một cảm giác gì đó rất là sang trọng luôn. Mình cùng em di chuyển phía bên trên rồi. Khu vực bên trên này mình sẽ có 4 phòng ngủ, và khu ở ngoài này sẽ là khu kết nối này. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào từng phòng với em nhé. Mình sẽ di chuyển vào khu vực căn phòng này. Vâng, phía bên trong là mình đã di chuyển vào, có 4 căn phòng trên không gian tầng 1. Mình có kết cấu là 1 trệt 3 tầng. Phòng đầu tiên cũng được xây dựng đầy đủ các yếu tố tiện nghi tiện ích cho con người mình sinh sống ở trong đây. Có những cái hệ cửa sổ để nhìn ra phía không gian phía bên ngoài. Không gian nào cũng rất là thông thoáng, và căn nhà sẽ được gia chủ mình tặng những cái nội thất cơ bản cho không gian của căn biệt thự sống. Bên đây mình cùng em di chuyển vào bên trong. Và trước khi di chuyển vào bên trong thì cái khu vực nhà vệ sinh sẽ được thiết kế ở bên ngoài để sử dụng cho 4 phòng trên tầng 1. Không gian tiếp theo của căn phòng nào mình cũng có một lối thiết kế, đó là nhìn hướng ra phía không gian của khu vườn nhỏ xinh. Và cũng được ốp gỗ phun cao, bên trên thì kết hợp hệ thống đèn trần chiếu sáng. Một mức giá mà gia chủ đang chào bán là chỉ có 50 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho một căn biệt thự ngay tại An Phú Đông, quận 12, sát bên với quốc lộ 1A rồi. Mình di chuyển vào bên trong sẽ có thêm một căn phòng. Căn phòng này sẽ nhìn ra hướng mặt tiền chính của căn nhà. Không gian chính phía trước này đó là một mặt tiền rất đẹp nha, mặt tiền của mình lên tới 20m ngay tại An Phú Đông 25. Khi mà khách yêu thích thì mình có thể nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em để xem vị trí trực tiếp của căn nhà và có một mức thương thảo tốt nhất cho căn nhà này. Các hệ cửa cũng như là nhà vệ sinh này, đó, cửa thì cũng vô cùng chắc chắn. Tiếp theo một căn phòng. Cùng em mình vào bên trong để mình cảm nhận độ tinh tế này. Bên trong là khu vực nhà vệ sinh, mỗi căn phòng là một nhà vệ sinh riêng biệt. Căn phòng bên trong cũng sử dụng chất liệu gỗ, và cũng có những hệ cửa sổ để mình nhìn ra không gian phía trước. Căn phòng này có thể nói là một căn phòng master lớn, rộng,
Vì mình có một chiều dài lên tới 20 mét nên là sự bố trí thiết kế của gia chủ trong căn nhà rất là hợp lý. Vừa có không gian sinh sống, vừa có không gian nghỉ dưỡng và có khu vực sân vườn, hồ cá koi, điều đó là điều tuyệt vời. Và để kiếm được một diện tích gần 1.000 mét vuông tại những cái khu vực trung tâm thì em nghĩ những cái khu vực mà như này thì rất là khó, và mức giá thì gia chủ cũng đưa ra cũng rất là hợp lý, 50 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Mình vẫn còn một cái mức giá thương lượng cực tốt, hãy gọi ngay với em. Mình tiếp tục di chuyển lên không gian tiếp theo, tầng bên trên. Ở tầng nào cũng được thiết kế và trang trí tạo những điểm nhấn và sự thông thoáng cho căn nhà. Căn nhà mình xây dựng cũng rất là thông và có nhiều ánh sáng để mình đón gió, đón không khí. Mình đã lên trên tầng trên cùng. Trên tầng trên cùng mình có khu vực phòng thờ cũng như là hai bên có những cái căn phòng, ba phòng. Ở trên này mình sẽ có 3 phòng nha. Đó. Trên này thì gia chủ cũng ít người nên là cái khu vực bên trên này còn để trống. Mình có thể ra được cái ban công phía sau để nhìn qua cái tổng quan khu vực của nhà mình phía sau này. Đó. Còn tiếp theo và đặc biệt là có thêm khu vực nhà vệ sinh phía bên trên này. Khu mình sinh sống sẽ là cái khu cũng rất là nhiều căn biệt thự nha. Phía bên trên đây mình cũng có thêm một căn phòng và có một hệ cửa to này. Đó, mình có thể nhìn thấy được khu vực trung tâm. Và chỉ có cách khoảng 300m là mình đã ra tới quốc lộ 1A rồi. Vị trí này là vị trí có thể nói là hiếm có khó tìm nên là mình cứ nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em. Khu vực bên trên này cũng thêm một căn phòng nhưng mà sẽ đang để trống. Không gian này sẽ là không gian phòng thờ trang nghiêm nhưng mà gia chủ mình có xây dựng riêng một khu phòng thờ ở bên dưới. Nên là lát nữa sau khi mình coi khu vực này xong mình sẽ di chuyển xuống khu vực căn nhà gỗ lim ở bên dưới nhé. Ban công sân thượng phía trước. Vâng, mình đứng ở đây sẽ cảm nhận được đó con đường trước mặt nhà mình và cái khu vực xung quanh mình là những căn nhà biệt thự. Vâng, mình đã coi khu vực biệt thự cũng như là khu sân vườn phía sau và đặc biệt là gia chủ còn thêm một căn nhà phía sau là giống như là từ đường và để con cháu mình tụ họp trên không gian này vào những cái ngày mà cuối tuần hoặc là có những ngày giỗ chạp, những ngày Tết. Căn nhà mà nhà có thể cảm nhận với em này, bên trên đều sử dụng là chất liệu gỗ lim hết và được xây dựng bằng gạch đinh, trang trí bắt mắt này và cũng cảm giác là một cảm xúc là trang nghiêm. Và những ngày lễ Tết hoặc những ngày giỗ ông giỗ bà thì mình có thể là tụ tập gia đình trên không gian phía bên trên. Phía này mình cũng có các hệ cột và bên trên là lập ngói. Vâng, tổng thể em đã cho cả nhà mình xem rồi. Bây giờ thì mình di chuyển ra phía trước con đường để xem là con đường của nhà mình đẹp và sang trọng như thế nào và vị trí mặt tiền của mình có xứng đáng với 50 tỷ gia chủ đưa ra không. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra không gian phía trước con đường. Và khu vực mình cũng có hai lớp cửa để mình di chuyển vào bên trong. Vâng, em đã di chuyển ra bên ngoài rồi. Một điều cảm nhận đầu tiên cho phía bên ngoài đó là cây xanh bao phủ xung quanh vị trí không gian của căn nhà. Một bề ngang lên tới 20m và chiều sâu lên tới 45m, tổng diện tích là 900m. Và con đường này là con đường An Phú Đông 25, ngay tại phường An Phú Đông, quận 12. Cách quốc lộ 1A chỉ có khoảng 300m thôi, vị trí giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Mặt tiền phía trước khu vực mình sinh sống là rất đông dân cư. Đó, tổng quan khu vực của nhà mình bề ngang này lên tới 20m để kiếm được những cái vị trí cũng như là những căn biệt thự đẹp như này thì khách đừng bỏ lỡ cơ hội để mình được sở hữu căn biệt thự vừa ở vừa nghỉ dưỡng vừa có khu vực sân vườn phía sau. Mức giá gia chủ đưa ra chỉ có 50 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Mình hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em khi căn nhà này phù hợp với tầm tài chính cũng như là phù hợp với
khu vực mình muốn xin sóng thì hãy nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.